Xin chào tất cả các em. Sau đây cô hướng dẫn chữa đề cương ôn tập học kỳ 2, môn hóa học lớp 11 theo cấu trúc minh họa của đề 2025. Nội dung ôn tập là gồm có chương 5 và chương 6. Phần 1 là phần câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn về nhận biết. Câu 1, hợp chất nào thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon? Nó phải chứa CH và nguyên tố halogen. CL hoặc BR, vân vân. Đáp án C. Câu 2, chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon mà có thêm nguyên tố O nữa, không phải. Đáp án C. Câu 3, công thức tổng quát của dẫn xuất monochloro đơn mạch hở CnH2n cộng 1 Cl. Câu 4. Công thức của dẫn xuất halogen X như hình bên, số nguyên tử carbon có trong phân tử X ở mỗi đầu này là C. Và đây có một thêm một C nữa. Vậy tổng 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đáp án C. Câu 5. Tên gốc chất của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo C6H5CH2CL là gốc này là gốc benzin. Vậy benzin chloride. Câu 6. Tên thông thường của dẫn xuất halogen có công thức CHCl3 là chloroform. Câu 7. Các dẫn xuất halogen mà không phân nhánh CH3Cl, chất thứ hai là C2H5Cl, C3H7Cl và C4H9Cl. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi. Đấy đều cùng một loại dẫn xuất halogen, vậy nó phụ thuộc vào mơ lớn. Vậy mơ tăng khi nhiệt độ sôi tăng. Vậy đáp án ở đây theo thứ tự tăng dần, đáp án A. Câu 8. Cho phản ứng hóa học khi điều kiện là NaOH và C2H5OH á, thì ở đây câu 7 chứ, à, câu 8. KOH mà nhiệt độ thì thực hiện phản ứng ở đấy là thay thế nguyên tử Cl bằng nhóm OH và thuộc loại phản ứng thế. Còn điều kiện NaOH mà C2H5OH nhiệt độ thì thực hiện phản ứng tách. Ở đây sẽ cộng với HCl. Câu 10. Đun sôi chất X và KOH đặc trong C2H5OH được ethylene. Vậy X phải là CH3CH2Cl, đáp án C. Câu 11. Đun sôi hỗn hợp propin bromide CH3CH2CH3ABR trong potassium KOH peroxide và ethanol kiêm rượu thì thực hiện phản ứng tách. BR sẽ tách cùng H và tạo ra sản phẩm là CH3CH hình thành điểm kết đối đọc tên là propin. Đáp án gì? Câu 12. Alcohol là những hợp chất mà hữu cơ mà phân tử có nhóm OH phải liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon nó. Đáp án C. Câu 13. Hợp chất nào sau đây không phải là alcohol? Liên kết carbon nó thì đây là C không nó, vì vậy nó sẽ không tồn tại mà nó sẽ chuyển hóa thành chất CH3CHO. Câu 14. Chất nào sau đây thuộc loại alcohol nó đơn mạch hở? Đáp án D. Câu 15. Hợp chất thuộc loại polyalcohol, alcohol đa chức là có nhiều nhóm OH. Ở đây có hai nhóm. Câu 16. Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được phá chế từ cồn công nghiệp có lẫn methanol. Methanol nó có một C. Vậy công thức phân tử của methanol là CH3OH.
Câu 17. Ethanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng ethanol trong máu cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của ethanol, tên gọi thông thường, ethyl alcohol. Câu 18. Cho alcohol có công thức cấu tạo như sau. Khi gọi tên danh pháp thay thế thì các em một là phải chọn mạch chính trừ nhóm OH và dài nhất. Bước thứ hai là đánh số thứ tự nguyên tử C ở trên mạch chính. Bước thứ ba là gọi tên số chỉ vị trí nhánh, vị trí số 3. Tên mạch chính là có 4 C mà nó đã đọc bút thỉnh, bỏ chữ E đi, rồi đến số chỉ vị trí nhóm OH và đuôi ổn. Câu Câu 19. Isomin alcohol có trong thành phần thuốc thử COVAX, loại thuốc thử dùng để xác định vi khuẩn. Có công thức cấu tạo, công thức chất này cô viết lại cho nó rõ hơn một tí. Tên gọi của nó. Các em phải đánh số thứ tự bắt đầu từ phía gần nhóm OH. Vậy số chỉ vị trí là vị trí số 3. Methyl butan một ôn. Đáp án A. Tính chất lên trên đúng không? Câu 20. Công thức cấu tạo của anilin alcohol. Anilin có 3 C và có liên kết đôi. Đây là gốc. Đáp án C. Công thức phân tử của glycerol C3H8OH 3 lần cụ thể là số nguyên tử C bằng số nhóm OH. Câu 22. Chất nào sau đây là alcohol bậc 2? Ở đây C bậc 1 trên nhóm bậc alcohol bậc 1. Tương tự như vậy, thế nhóm OH ở ngoài cùng thì chắc chắn bậc 1. Vậy alcohol bậc 2 là đáp án A. Câu 23. Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất? Alcohol lớn hơn dẫn xuất halogen và lớn hơn hydrocarbon tương ứng. Câu 24. Methyl alcohol, ethyl alcohol tan vô hàn trong nước là do hình thành được liên kết hydrogen. Câu 25. Chất nào sau đây tác dụng với Na sinh ra khí H2 và alcohol cộng với Na tạo thành C2H5O Na và giải phóng H2. Câu 26. Đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 độ C thì sao sản phẩm là ether? Đáp án C. Câu 27. Alcohol T có công thức cấu tạo như hình bên. Đun nóng alcohol T với sulfuric acid đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm chính. Tuân theo quy tắc giái xếp, ba nhóm OH này sẽ tách cùng với H ở C bên cạnh và nó hình thành sản phẩm CH3CH nối đôi C. CH3. Ở đây CH3. Chất này chúng ta gọi tên 1, 2, 3, 4. 2 methyl bu 2 in. Đáp án A. Câu 28. Alcohol có phản ứng đặc trưng với CuOH 2 lần thì có nghĩa là nó tạo phức. Thì điều kiện là phải có hai nhóm OH liên kề. Đáp án ở đây có hai nhóm OH, chất C cũng có hai nhóm OH nhưng phải liên kề. Đáp án A. Câu 29. Chất nào sau đây dùng để điều chế ethanol bằng phương pháp sinh hóa là tinh bột C6H10O5 tất cả nơ lân là tinh bột có công thức như vậy và lên men thực hiện phản ứng thủy phân khi có xúc tác tạo thành glucose C6H12O6 và lên men rượu thì được C2H5OH. Câu 30. Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzin. Đáp án B. Câu 31.
Hợp chất nào sau đây không phải là phenol? OH phải liên kết trực tiếp. Đấy, OH trực tiếp. OH này cũng trực tiếp và đây có 3 OH trực tiếp. Còn C không phải. Vì OH này liên kết với C này nó. À, và đấy thuộc loại áng cô hồ. Thơm. Câu 32. Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường? Phenol, ethanol ở thể lỏng, toluen cũng ở thể lỏng và toluene và glycerol cũng ở thể lỏng. Câu 33. Phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có tính axit? Đó là với dung dịch nào OH? Phenol phản ứng với dung dịch nào OH? Tạo thành muối và nước. Câu 34. Sản phẩm tạo thành kết tủa khi cho phenol tác dụng với chất nào? Phenol phản ứng tạo thành kết tủa với dung dịch brom. Phương trình hóa học. Brom dung dịch. Một khi đã thế thì thế cả ba brom và thế ở ba vị trí tạo kết tủa màu trắng và HBr. Câu 35. Dung dịch phenol phenol không phản ứng được với và phản ứng được với nào OH, phản ứng thế với dung dịch brom và thế H ở nhóm OH với NaOH. Không phản ứng được với NaCl. Trong công nghiệp, phenol có thể được điều chế chủ yếu từ chất cumin. Câu 37. Nhóm chức của aldehyde là CHO. Câu 38. Aldehyde nó đơn chức mạch thở có công thức chung là trong phân tử này sẽ có một liên kết pi và một O. Vậy công thức sẽ là CnH2n và chất nhỏ nhất là HCSO vẫn thuộc loại aldehyde nó đơn mạch hở. Đáp án B. Câu 39. Tên thay thế của cái này ta đánh số 1 2 của aldehyde này 2C đọc là E. Ethanan. Đáp án D. Câu 40. Tên thông thường CH3CHO còn có tên thông thường là aldehyde acetic. Còn tên thông thường của HCSO là aldehyde formic. Các em cần phải ghi nhớ. Câu 42. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo. Vậy ở đây khi chú ý là phải chọn mạch chính. Phải là mạch dài nhất và chứa CHO. Vậy chất này cô sẽ viết lại như sau. Ở đây dài nhất là 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 C nhé. Cô tách cái C2 hạt 5 ra thành CH3, CH2. Các em sẽ đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. C ở trong nhóm chất bao giờ cũng là C số 1. Vì vậy chất này sẽ có tên gọi là 3-methyl pentanan. Bỏ chữ E, pentane, bỏ thành pentan, nan, thành cùng bằng đuôi AL. Câu 43. Chất phản ứng được với dung dịch argon-3 trong NH3 tạo kim loại bạc thì phải chứa nhóm chất aldehyde CH3CHO. Tương tự như vậy, ở đây câu 44. Chất phản ứng được với dung dịch argon-3 trong NH3 tạo argon phải là aldehyde acetic. Câu 45. Cho phản ứng hóa học thì sản phẩm ấy là yêu cầu sản phẩm hữu cơ thì nhóm chức này sẽ biến thành CH3COOH cộng với 2HBr. HBr là vô cơ, vậy hữu cơ sẽ là CH3COOH. Câu 46. Trong các hợp chất dưới đây, hợp chất nào phản ứng được với HCN thì chỉ có aldehyde cho sản phẩm cyanohydrin
hydrin, phương trình H sẽ vào O và CN sẽ vào C ở liên kết đối. Vậy câu 47, cái này thuộc loại phản ứng cộng. Câu 48, chất nào sau đây có phản ứng tạo iodoform? Điều kiện của phản ứng tạo iodoform là bên cạnh nhóm CO thì phải chứa nhóm CH3, có một nhóm CH3 bên cạnh nhóm CO. Vậy đáp án ở đây phải là đáp án B. Câu 49, formalin có tác dụng diệt khuẩn nên được dùng để bảo quản mẫu sinh vật, tẩy uế, khử trùng. Formalin là dung dịch của aldehyde formic 37 đến 40%. Câu 50, trước đây người ta thường cho hormone vào bánh phở bún để làm trắng và tạo độ dai. Tuy nhiên, do hormone có tác hại đối với sức khỏe con người nên hiện nay đã cấm sử dụng. Hormone là chất formaldehyde HCHO. Cấm sử dụng rồi. Sang phần thông hiểu. Câu 1, dẫn xuất halogen nào sau đây có đồng phân hình học? Chất này, điều kiện để có đồng phân hình học là hai nhóm nguyên tử liên kết với C ở liên kết đối phải khác nhau. Vậy đây 2H này giống nhau, vì vậy cái này không được. Ở đây cũng thế, 2H giống nhau. Ở đây thì có 2CH3 giống nhau. Đây đáp án ở đây đáp án C. Đây là H, đây là CH3. H khác với CH3, F khác với CH3. Câu 2. Công thức cấu tạo nào sau đây ứng với tên gọi không đúng? Đó là, đây là chloromethane. Đúng rồi. Đây, đây phải là iodo ethane. Câu 3, dẫn xuất halogen không có đồng phân xít và trắng. Đây là hỏi không có. Đây hai nhóm nguyên tử đấy, H và Cl khác nhau. H và Cl khác nhau về có. Đấy H với H giống nhau, vì vậy nó sẽ không có. Hai nhóm nguyên tử cùng liên kết với C ở liên kết đối phải khác nhau. Câu 4. Sản phẩm chính theo quy tắc giai xép của phản ứng HCl. Tách HCl ra khỏi phân tử 2 cloro 3 methyl butane. 1, 2, 3, 4 butane. 2 cloro 3 methyl. Vậy đấy chất này, quy tắc HCl, sản phẩm chính là CL sẽ tách cùng với H ở C bên cạnh có bậc cao hơn. Vậy chất này ta đánh số thứ tư. 1, 2, 3, 4. Các em đọc tên đó là 2-methin bút 2-in. Đáp án A. Câu 5. Sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây không đúng? Khi đun nóng với kiêm NaOH và cao H thì ta thay thế nguyên tố halogen bằng nhóm OH. Đây cũng thế. Còn để mà thực hiện phản ứng tách thì phải thiếu, cái này thiếu, phải có điều kiện C2H5OH và nhiệt độ. Vậy cái này sẽ không đúng. Câu 6. Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm không gây ra vết thương hở, gãy xương, thường được nhân viên y tế dùng loại thuốc xịt, xịt vào chỗ thương để gây tê cục bộ và vận động viên có thể quay lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt là chloroethylene C2H5.
CL. Câu 7. Cho các hợp chất hữu cơ C3H8, CH3CL, C2H5OH và CH3OH thì các em thứ tự giảm dần. Các em lưu ý là nhiệt độ sôi nó phụ thuộc vào liên kết hydrogen giữa các phân tử. Vậy 3 và 4 nó có liên kết hydrogen, do đó nhiệt độ sôi sẽ cao hơn. Và cái thứ hai sẽ phụ thuộc vào phân tử khối. Phân tử khối càng lớn á thì nhiệt độ sôi sẽ cao. Vậy 3 sẽ lớn hơn 4. Còn hai chất còn lại cloro thì 2 sẽ lớn hơn 1. Vậy thứ tự sắp xếp ở đấy là C. Một câu 8, một học sinh sau khi tiến hành thí nghiệm vẫn còn giữ mẫu nước á. Để tiêu hủy mẫu nước á dư này một cách an toàn, học sinh đó nên cho vào cồn 90 độ xảy ra êm dịu C2H5OH cộng nước á tạo thành C2H5ONA và giải phóng H2. Và dầu hỏa thì không phản ứng mà chúng ta đang muốn tiêu hủy, còn nước thì phản ứng và mãnh liệt. Câu 9. Để phá chế một loại côn sát khuẩn sử dụng trong y tế, người ta cho 700 ml ethanol nguyên chất vào bình đựng mức rồi thêm nước cất vào thu được 1.000 ml côn. Hỏi hỗn hợp trên có đồ côn. Đồ côn sẽ bằng thể tích của C2H5OH đến thể tích của dung dịch nhân với 100 thì kết quả là bằng 70. Đáp án C. Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Người đi xe máy mua 2 lít xăng. 2 lít xăng có nghĩa là 2.000 lít và 2.000 ml để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Vậy thể tích ethanol trong lượng xăng ta nhân với 5% và các em sẽ được kết quả là 100 ml. Câu 11. Đun nóng alcohol nào dưới đây với sulfuric axit đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được alkin có đơn phân hình học propanay, propanhyoline. Vậy để có đơn phân hình học là butanhyoline. Hiện nay khi tách nước thì để được sản phẩm chính CH3CH mới đối CH và CH3. Chất này có đơn phân hình học. Hai nhóm nguyên tử liên kết ở C ở liên kết 3 phải khác nhau. Đơn phân này là xít. Và chúng ta đổi vị trí của hai nhánh ở bên này. Đơn phân này là trắng là khác. Trái phía. Xít là cùng. Câu 11 đáp án B. Câu 12, tính axit của các chất sau H2CO3 là chất X, C6H5OH là chất Y và C2H5OH là chất Z. Biến đổi theo thứ tự nào dưới đây? H2CO3 thì mạnh hơn C6H5OH, mà phenol thì mạnh hơn alcohol. Đáp án A. Câu 13, phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây chứng minh tính axit của phenol mạnh hơn ethanol? Đó là phản ứng với dung dịch NaOH, còn phenol cộng với NaOH thì không phản ứng. Câu 19 à 14, khi bị bỏng tiếp xúc với phenol, cách sơ cứu đúng là rửa vết thương. Phenol có tính axit sẽ rửa vết thương bằng xà phòng có kiềm nhẹ, có tính kiềm nhẹ. Đáp án D. Câu 15, cho ba hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương hydrocarbon C3H8, ethanol thuộc loại alcohol C2H5OH và aldehyde thì thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần. Vậy nhiệt độ sôi lớn nhất là alcohol do có liên kết hydrogen, còn aldehyde thì liên kết phân cực. Và cuối cùng là đến hydrocarbon. Vậy đáp án ở đây theo thứ tự giảm dần đó là đáp án 2, 3 và 1. Đáp án A.
Câu 16. Thử hợp chất X bằng L ý AlH4 thu được. Chất này thì đấy là ang cô ô bậc 1. Vậy X phải là aldehyde CH3 CH3 CHO. Các gọi tên 1, 2, 3, 4. 3. Methyl butanam phần cùng bằng đuôi an. Câu 17. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa? Thì bây giờ chúng ta có cái kết tủa này là màu vàng và kết tủa Ag. Vậy đáp án ở đây không tạo đã viết ở chất dế không còn H để thay thế. Chất này tạo kết tủa CH3 C CAG. Chất này kết tủa Ag và đây kết tủa Ag. Câu 18. Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong NH3? Acetaldehyde có, bút một ai có, ethylene không có. Acetaldehyde có, acetylene có, bút hai ai. Cô nhầm, bút một, bút hai ai. Không có. Đây, formaldehyde là HCHO. Vinyl acetylene, CH, C, CH, nối đôi CH2. Propin CH, CCH3. Propyl. Vậy chất này thỏa màn. Dế, có ethylene không? Câu 20. Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu có lẫn methanol khi hấp thụ vào cơ thể. Ban đầu methanol được chuyển hóa ở gan tạo thành chất nào sau đấy? Tạo thành aldehyde. Methanol là CH3, OH. Thì chuyển hóa thành aldehyde. Câu 20. Chất nào sau đây phản ứng được với thuốc thử toluene và tạo kết tủa Ag? Thì nó là aldehyde. Và phản ứng iodoform thì phải có nhóm CH3 bên cạnh CO. Vậy chất không tham gia được phản ứng toluene đó là acetone. Còn đánh giá aldehyde và formaldehyde thì không có CH3 bên cạnh nhóm CO. Vì vậy sẽ không tham gia được. Đáp án ở đây là B. Sang phân vận dụng cho các thí nghiệm đun nóng benzin chloride. Chất này là C6H5, CH2, Cl, trong dung dịch KOH và ethanol. Thì đấy sẽ, nếu như thực hiện phản ứng thì nó sẽ tách, chứ không có thể là thì mới thực hiện phản ứng thì đun nóng hỗn hợp này thì tạo ra sản phẩm CH3 CH2 CH2OH Ido propin CH3C IHCH3 này. Thì khi đun nóng với N cao H calcium thì tạo ra sản phẩm CH3CH OH và CH3. Cái ăn cô hô chất này là 1, chất này là 2. Đun nóng chất này thì nó thực hiện phản ứng tách, vì vậy không thể tạo ra ăn cô hô được. Vậy số thí nghiệm mà tạo sản phẩm chính là ăn cô hô thì sẽ là 2. Câu 2. Hợp chất hữu cơ X có phần trăm các nguyên tố về khối lượng phần trăm C bằng 35,04%, phần trăm H bằng 6,57% và phần trăm Br bằng 58,39%. Trên phổ khối lượng của X thì xác định được phân tử khối của X bằng 137. Tìm công thức thì chúng ta sẽ gọi công thức phân tử sẽ là CsHiBr. Vậy ta sẽ có phần trăm của C sẽ bằng 12xO trên cho M lớn là 137. Vậy suy ra xO sẽ bằng 535% của C, 35,04% nhân 137
chia cho 12. Các ấm, em bấm kết quả bằng 4. Tương tự như vậy, Y sẽ bằng phần trăm của H nhân với 137 đến cho 1, bấm kết chia cho 1 và bấm kết quả là bằng 9. Còn Z có thể tính bằng 10% của BR nhân với 137 trên cho 80 và bằng 1. Vậy công thức phân tử sẽ là C4H9BR. Chúng ta sẽ tính trực tiếp chứ không tính qua công thức đơn giản nhất vì biết M lớn bằng 137. Câu 3, một áng cô hô đơn chức nó. Vậy công thức của nó sẽ là CnH2n cộng 1 OH. Phần trăm của H sẽ bằng có 2n cộng 2 nhân với 1 trên cho 14n. Đây là 12n cộng 2n cộng 14 nó cộng với 18 bằng 13,04%. Các em bấm máy tính và ra được kết quả n bằng 2. Vậy đây là C2H5OH. Câu 4. Bốn nhóm alcohol nó đơn chức mạch hở. Ở đây 1470 cũng được 180 độ C sinh ra ankin. Vậy công thức là CnH2n cộng 1 OH khi đun với axit sulfuric 180 độ C đặc thì tạo ra CnH2n và H2O. Chúng ta có tỷ khối, đây là X và đây là Y. Tỷ khối của Y so với X và có nghĩa 14N trên cho 14N cộng 18 thì bằng 0,7. Bấm máy tính ra N bằng 3. Vậy đây là C3H7OH. Câu 5. Đun nóng alcohol hoàn toàn tương tự như ở câu 4 đấy, nhưng mà tỷ lệ bằng 21. H2N cộng 1 OH tạo thành CnH2N, đấy là Y. M lớn của Y bằng 14N và bằng 21 nhân 2 bằng 42. Các em bấm máy tính N bằng 3. Vậy C3H7OH. Câu số 6 cho các phát biểu sau. Câu 6 cho các phát biểu và yêu cầu tìm số phát biểu đúng. Do phân tử phân cực nên dẫn xuất halogen không tan trong dung môi hữu cơ như hydrocarbon hay ether. Phát biểu này sai. Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học đúng. Trong điều kiện thường dẫn xuất halogen có thể ở dạng rắn, lỏng hay khí tùy thuộc vào khối lượng phân tử, bản chất và số lượng nguyên tử halogen. Đúng. Dễ nhiều dẫn xuất halogen được sử dụng trong tổng hợp các chất hữu cơ. Đúng. E do liên kết C với X không phân cực nên dễ dẫn xuất halogen dễ tham gia nhiều phản ứng và không phải nó chỉ tham gia phản ứng tách và thế thôi. Vậy số phát biểu đúng ở đây là 3, đáp án A. Câu 7. Cho các áng cô hô sau: CH3OH, C2H5OH, CH2OH, CH2OH, glycerol. Ở đây số áng cô hô hòa tan được COOH 2 lần là có 2OH để liên kề. Vậy chất thứ nhất không được, chất thứ hai không. Chất này có 2OH liên kề, đây có 3OH liên kề càng tốt. Còn ở đây 2OH xa nhau. Vậy phát biểu ở số chất hòa tan được đó là B. Câu 8, alcohol X nó mạch hở có không quá 3 nguyên tử carbon trong phân tử. X tác dụng với OH ở điều kiện thường, số công thức cấu tạo bên phù hợp với X. À, vậy thì không quá 3 thì trường hợp thứ nhất là bằng 2.
ethylene glycol. Trường hợp thứ hai là có 3C và có hai nhóm OH nhưng mà liên kề. Và trường hợp thứ ba có 3OH. Vậy số đồng phân cấu tạo bên phù hợp là có 3. Các em lưu ý là trên một nguyên tử carbon nó thì chỉ có chứa được một liên kết được với một nhóm OH. Câu 9 cho các hợp chất sau. Các hợp chất đều tác dụng được với Na và CuOH hai lần. Vậy rõ ràng ở đây là có nhóm OH và phải có hai nhóm OH liên kề. Chất thứ nhất, chất thứ hai xa nhau. Chất thứ ba có 3OH liên kề thỏa màn. Chất thứ tư có. Chất thứ năm có 1OH không. Chất thứ sáu ether không có. Vậy đó là chất A, C và D. Đáp án ở đây, đáp án C. Câu 10 cho dãy các dung dịch sau. NaOH, NaHCO3, HCl, NaBr, NaNO3 và Br. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với phenol gồm có NaOH và Br. Câu 11 cho các phát biểu sau về phenol. Yêu cầu các phát biểu đúng. Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có vòng benzin và nhóm OH là sai. Chết chính xác. Vì OH này phải, ví dụ ở đây cũng có vòng benzin và có nhóm OH. Nhưng mà không phải là phenol, mà lại là alcohol. B, do nhóm OH nên phenol tan vô hàn trong nước ở điều kiện thường tương tự như ethanol. Sai. Tan ít trong nước, tan nhiều ở trong nước ấm. Dung dịch phenol không làm đổi màu quy tín do có tính axit yếu. Đúng. Phenol phản ứng được với dung dịch NaOH. Đúng. Tạo thành C6H5ONa và nước. Phenol tan ít trong nước lạnh và tan nhiều ở trong nước nóng. Đúng. Do phenol dễ tham gia phản ứng thế bromin và thế nitro do benzin hơn benzin do ảnh hưởng của nhóm OH. Đúng. Vậy số phận các phát biểu đúng là C, D, E, G. Đáp án D. Câu 12. Các phát biểu sau về phenol. A nhỏ là phenol tan nhiều trong nước lạnh. Sai. Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quy tín. Đúng. Phenol dùng để sản xuất phẩm nhuộm và chất diệt nấm mốc. Đúng. Nguyên tử H của vòng benzin trong phenol dễ thay thế hơn nguyên tử H trong benzin. Đúng. Cho nước bromin vào dung dịch phenol xuất hiện kết tủa. Đúng. Vậy số phát biểu đúng là 4. Câu 13. Ứng với công thức phân tử C3H4O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bên khi tác dụng với LI AlH4 tạo ra alcohol bậc 1 thì nó phải chứa nhóm chất CHO. Vậy còn lại 2C nữa mà có liên kết đôi thì phải là chất này. Vậy nó chỉ có một. Câu 14 cho các chất sau. CH3CH2CHO, CH3CHOH, CH3, CH3 tất cả hai lần CH3CHO, CH2 nối đôi CH, CH2OH. Chất nào phản ứng được với H2 hoặc NaBH4 sinh ra cùng một sản phẩm? Khi cùng một sản phẩm thì chắc chắn là phải cùng số C. Vậy chất này có 3C. Đây 3C. Đây 4C. Và đây 3C. Và cùng C và cùng một sản phẩm alcohol thì phải là cùng bậc. Cùng bậc ở đây thì aldehyde là tạo ra alcohol bậc 1. Vậy chất 1
3 chất 4 cùng tạo sản phẩm đó là CH3, CH2, CH4 này khi cộng với H thì tạo thành CH3, CH2, CH2OH. Còn chất 4 alcohol không nó tham gia phản ứng cộng với H2 được. Câu 14 đáp án A. Câu 15 cho các phản ứng hay oxy hóa, ta có oxy hóa ăn cô hô bậc 1 thì sẽ tạo ra aldehyde. Vậy ấy là ăn cô hô bậc 1 tạo ra sản phẩm CH3CH4 để tạo ra sản phẩm CH3CH. Ăn cô hô bậc 2 về ketone. Thì bậc 3 khó bị oxy hóa, cái này cộng nước HOH tạo ra sản phẩm CH3CHO. Vậy đáp án ở đây đáp án C. Câu 16 cho các phát biểu sau. Những phát biểu đúng về sự khác biệt giữa aldehyde và alcohol. Đó là aldehyde có nhóm carbonin trong phân tử, còn alcohol thì không. Phát biểu này đúng. Aldehyde phản ứng với nước bromin, còn alcohol thì dễ dàng phản ứng với sodium. Đúng. Aldehyde có phản ứng với CuOH 2 lần trong môi trường base, còn alcohol thì có phản ứng tráng bạc. Thì này sai. Aldehyde có phản ứng với hydrogen cyan. Này. Còn alcohol thì không. Đúng. Vậy phát biểu đúng đó là A, B và D. Bây giờ sang phần thứ hai là phần trắc nghiệm đúng sai. Mỗi câu như vậy là có 4 phát biểu. Câu 1 cho phản ứng C6H5OH phản ứng với 3 rễ BR2 tạo ra C6H2BR3OH. Cộng 3HBr 246 nitro phino. Phát biểu thứ nhất là phino tham gia phản ứng thế bromin và nitro dễ hơn benzin. Phát biểu này đúng. Phản ứng làm mất màu dung dịch bromin và kết tủa, cái này em phải là kết tủa xanh đó, kết tủa màu trắng. Em xem thí nghiệm nhé. Phát biểu này sai. Câu 3, phino có tính độc và có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da nên hết sức cẩn thận. Đúng. Toluene cũng có phản ứng tương tự với phino. Sai. Câu 2, tiến hành phản ứng tráng bạc của ethanol với thuốc thử toluene theo các bước. Các em nên xem vào kênh thí nghiệm của cô ấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn các cái bước tiến hành này. Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng bạc của ethanol với thuốc thử toluene theo các bước sau. Bước 1 đó rửa sạch các ống nghiệm bằng cách nhỏ vào máy giặt kiềm lên nơi áo hạt đun nóng nhẹ tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại bằng nước cất. Bước 2 nhỏ vào ống nghiệm 2 giọt dung dịch Argon-3 và 1 giọt nước H3 trong ống nghiệm. Xuất hiện kết tủa màu nâu xám, silver hydroxide. Tiếp tục nhỏ NH3 đến khi kết tủa tan hết. Bước 3 là nhỏ tiếp 2 giọt dung dịch CH3CHO. Bước 4 là lắc đều ống nghiệm đúng cách thủy vài phút ở 60 hoặc là 70 độ C. Các phát biểu ở bước 4 xảy ra phản ứng oxy hóa khử.
ở phản ứng này R acid 3 acid O sẽ bị oxy hóa và nó tạo ra sản phẩm CH3COO NH4 và số oxy hóa và Ag sau Ag cộng ở đứng trước Ag NH3 tất cả hai lần OH này tạo thành Ag. Vậy dưỡng 1 và V0 thì nó đóng vai trò số xả tăng chất số xả giảm chất oxy hóa. Vì vậy ethanol sẽ là chất khử chứ không phải là bị khử. Vậy phát biểu này sai. Câu 2 ở bước 2 nhỏ tiếp dung dịch NH3 vào kết tủa nấu xám silver hydroxide bị hóa tan và tạo thành phức ngay đúng. Câu 3 là ở trong bước 3 ta cần lắc đều hỗn hợp để hỗn hợp được trộn đều đúng. Bước 4 là bốn nhỏ là nếu bước 3 thay bằng ethanol bằng acetone. Acetone không có tính chất này. Vì vậy thu được hiện tượng tương tự là sao? Câu 3. Tiến hành thí nghiệm giống như ở câu số 2. Và bây giờ có các phát biểu. Chọn phát biểu đúng sai. Sau bước 4, quan sát thấy thanh ống nghiệm sáng bóng như gương. Đúng. Phương trình hóa học cô viết đầy đủ nhá, CH3CHO cộng với 2 AgNH3 tất cả hai lần OH nhiệt độ tạo thành CH3COONH4 cộng 2 Ag cộng 3NH3 và cộng H2O. Ở bước 1 vai trò nào H là để làm sạch ống nghiệm đúng. Ba là sản phẩm hữu cơ thu được. Sau bước 4 có công thức chất này ta viết gọn lại thành 2C7H1N2O đúng. Trong bước 4 kết tủa bạc nhánh Ag bám vào thanh ống nghiệm nên ta luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng và sáng để ta phải để yên. Câu 4. Thí nghiệm thủy phân bromoethane C2H5Br. Trong dung dịch được thực hiện như sau, lấy khoảng 2 ml bromoethane cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 2 ml 3 ml nước cất và lắc mạnh để ổn định, sau đó tách bỏ lớp chất lỏng phân trên. Lặp lại lần hai kiểm tra phân chất lỏng ở trên băng dung dịch AgNO3 đến khi không còn vận đục. Bước 2, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH đun nóng nhẹ và lắc đều trên ống nghiệm trong khoảng 2 phút. Bước 3 là để nguội hỗn hợp axit hóa dung dịch sau phản ứng bằng vài giọt HNO3. Bước 4, nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm. Các phát biểu ở bước 2 có thể thay thế dung dịch NaOH bằng KaOH đúng kiêm. Hãy nhỏ ở bước 1 chất lỏng trên gồm nước và ion Br trừ và lớp chất lỏng dưới là bromoethane. Đúng. Nó nặng hơn. 3. Ở bước 3 mục đích thêm HNO3 là để trung hòa lượng axit dừng NaOH còn giữ đúng và bước 4 kết tủa thu được có kết tủa màu trắng là sai, kết tủa AgBr này màu vàng nhạt. Như vậy là sai. Câu 5 cho sơ đồ phản ứng propyl CH
C CH3 phản ứng với 2H2 tạo thành CH3 CH2 CH3 phản ứng với BR2 ở đây là sản phẩm chính thì bậc càng cao càng sĩ thì về sản phẩm B sẽ là CH C BR CH3 ở đây sẽ thực hiện phản ứng thế CH3 CH OH và CH3 còn ở đây sẽ là phản ứng tách về các phát biểu A nhỏ công thức cấu tạo của C đúng. B nhỏ phân tử của A có một liên kết pi là sai mà có hai pi. Chất dế tham gia phản ứng trung hợp tạo ra nhựa PE sai, nhựa PE là polyethylene. 4. Tên của B là hybromopropane đúng. Câu 6. Hợp chất X được sử dụng phổ biến, có nhiều ứng dụng trong việc sát khuẩn, tạo ra nguồn nhiên liệu sạch như xăng sinh học. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen trong phân tử X lần lượt là 52,17%, 13,04% và 34,79%. Biết khối lượng món của X bằng 46. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm công thức là CH2OZ. Chúng ta có X sẽ bằng MX là 46 nhân với phần trăm của C chia cho 12. Các em bấm kết quả là bằng 2. Y sẽ bằng 46 nhân với phần trăm của H trên cho 1. Bấm kết quả bằng 6 và thay vào sẽ được Z bằng 1. Vậy chất này sẽ là C2H6O. Này dùng để xăng sinh học, vì vậy sẽ là CH3, CH2OH. Công thức đơn giản nhất chung với phân tử, đúng. Oxy hóa hoàn toàn Xơ chứ sẽ được aldehyde CH3, CHO chứ không phải là ketone. Vì vậy phát biểu này sai. Sử dụng xăng sinh học giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các khí thải độc hại cho động cơ, đúng. Trong công nghiệp, người ta thường hydrat hóa ethylene để sản xuất ra X. Đúng. Bây giờ sang phần số 3. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thực ra cái này giống là các cái bài tập tính toán tự luận bình thường thôi. Nhưng chúng ta phải ghi vào. Điều trả lời trắc nghiệm nó cụ thể hóa bằng số. Chất X hiện nay được sử dụng phổ biến trong công nghiệp làm lạnh để thay thế CFC do X không gây tác hại đến tầng ozone. Biết thành phần của X chứa 23,08% C, 3,84% H, 73,08% F về khối lượng và có phân tử khối. Vậy thì ở đây các em sẽ gọi công thức là CH2FZ. Clorin là 19. Vậy Xơ sẽ bằng phần trăm của C nhân với 52 chia cho 12. Thay số 23,08 phần trăm nhân với 52 chia cho 12. Các em bấm kết quả được. Bằng 1. Y sẽ bằng phần trăm của H nhân 52 trên cho 1 bằng 3,84% nhân 52 trên cho 1 và các em bấm kết quả được thì kết quả bằng 2. Còn ta sẽ có 12 nhân với X cộng với Y cộng với 19 nhân Z thì bằng 52. Thay vào và các em tìm được Z bằng. Phần 2. Về công thức phân tử CH2F2 tổng số nguyên tử bằng
5. Một cộng hai, cộng hai bằng 5. Câu số 2, số hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H8O, cái này nó và hở em này. Phản ứng được với nơ A nó phải có nhóm OH. Vậy các em sẽ viết CH3, CH2, CH2OH. Và các em di chuyển OH xuống nơ dưới. Vậy số chất ở đây là hai chất. Câu 4, phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ X cho thấy phần trăm CH và O lần lượt bằng 64,68%, 13,51% và 21,63%. Phổ của X như thế này có nghĩa là M lớn của X. Vậy M ở đây là khoảng 74. Vậy chúng ta sẽ gọi công thức là CHIOZ. M lớn bằng 74. Vậy tương tự chúng ta sẽ có X sẽ bằng phần trăm của C nhân 74 mà trên cho 12. Thay số vào 64,68 86% nhân với 74 trên cho 12. Các em bấm kết quả bằng 4. Tương tự như vậy, Y sẽ bằng phần trăm của H nhân với 74 trên cho 12. Thay số bấm kết quả bằng 10. Và Z thay vào sẽ bằng phần trăm của O nhân với 74 trên cho 16. Thì trên cho 1 nhé. Và bấm kết quả bằng 1. Vậy công thức phân tử C4H10O. Phổ từ nay có nghĩa là nhóm OH 3.3650 đến 3200 là nhóm OH pích của phổ hồng ngoại. Vậy ở đây các em sẽ viết C4 mạch 4C đã để nhóm OH. Sau đó mạch 4C sẽ di chuyển nhóm OH vào trong. Rồi chúng ta sẽ viết mạch 3C để nhánh ở đây và OH ngoài này. Và mạch 3C đã đưa OH vào trong. Sau đó các em sẽ điền H vào cho đầy đủ. Vậy số đồng phấn ở đây là 4 đồng phấn nhé. Đây trả lời đấy. 4 đồng phấn. Câu số 4. Số alcohol bậc 1 là đồng phấn cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O. Thì cái này nó rồi. Vậy bậc 1, alcohol bậc 1 nó sẽ có cấu tạo dạng RCH2 và OH. Thì đầu tiên các em sẽ viết khung 5C và OH để ngoài. Rồi sau đó viết khung 4C. OH để ngoài. Chúng ta không thể để nhánh ở đấy được. Nó phải để nhánh bên này. Và các em sẽ di chuyển tiếp khung 4C OH ở ngoài, đưa vào vị trí này và tiếp tục viết mạch 1, 2, 3, 3C OH thì để hai nhánh ở đấy. Vậy số đồng phấn ở đây các em trả lời là 4. Điền H vào đầy đủ CH3 H2, 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 H3, nhóm H2. Chúng ta khi viết đồng phấn, viết theo khung ấy, thì sau đó điền H vào thì các em sẽ dễ dàng nhìn thấy các cái đồng phấn nào nó trùng nhau. Câu 6. Số đồng phấn alcohol mà có công thức phân tử C4H10 tác dụng với CuO sinh ra aldehyde. À, vậy đấy phải là tác dụng với CuO mà tạo aldehyde thì phải là alcohol bậc bậc 1.
Vậy alcohol bậc 1 các em viết mạch 4C DOH, rồi sau đó viết mạch 3C DOH ngoài này. Vậy số đồng phân của nó chỉ có hai đồng phân thôi. Các em sẽ điền H vào. Câu 8, số đồng phân chứa vòng benzin có công thức C7H8O mà phản ứng được với NA thì có hai trường hợp. Trường hợp 1 nó là alcohol. Đang còn 1C thì sẽ liên kết ở đây. Trường hợp 2 là phenol. Sẽ có đồng phân về vị trí tương đối, OH phải đứng trực tiếp, còn 1C nhờ chúng ta sẽ để ở nhánh di chuyển sang vị trí số 3 này và tiếp tục di chuyển sang vị trí số 4. Vậy tổng số đồng phân ở đây các em sẽ ghi là 4. Câu 9. Hợp chất A có một nguyên tử oxygen và một vòng benzen. Trong A, phần trăm khối lượng của các nguyên tố CH2O lần lượt 7,78%, 7,41% và 14,81%. Cho một lượng chất A vào ống nghiệm đựng nước thấy A không tan, thêm tiếp dung dịch nào H vào ống nghiệm quấy nhẹ thấy A tan dần. Về số công thức thì đầu tiên các em phải tìm công thức phân tử. Đó là C, S, H, I và O. Chúng ta sẽ có phần trăm của O sẽ bằng 16 trên cho mơ bằng 14,81%. Vậy các em sẽ tìm được mơ của A sẽ bằng. Vậy X sẽ bằng phần trăm C nhân với M lớn 108 chia cho 12. Các em mới bấm máy tính. 77,78% nhân với 108 mà chia cho 12. Các em bấm được kết quả 77,78. Phần 7. Và tính Y sẽ bằng 108 mà trừ 12 sơ trừ 16 bằng. Về công thức phân tử C7H8O không tan trong nước và tác dụng được với NaOH thì đấy gọi là phenol, thuộc loại hợp chất phenol. Vậy số đồng phân nhóm OH phải đứng trực tiếp với vòng benzin có 3 đồng phân. Vậy ở đây đáp án là 3. Câu số 10. Một chai rượu gạo có thể tích 750 ml có độ rượu 40 độ. À, rượu 40 độ có nghĩa là độ rượu 40. Có nghĩa là 100 ml dung dịch rượu sẽ có 40 ml là ethanol nguyên chất. Vì vậy đây có 750 ml. Thì đây sẽ là lấy 750 nhân 40 chia cho 100 và được 300. Đáp án ở đây nhé. Ml. Câu 12. 10 gram hỗn hợp phenol và ethanol phản ứng hoàn toàn với NaOH. Ở đây là bài toán chúng ta sẽ tính V của H2.
DKC đổi ra lít là bằng 1,237 2395 chia cho 24,79. Được kết quả cũng vậy. N của não hát bằng 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. Các em biết phương trình C6H5 OH cộng với Na tạo thành C6H5 ONa và giải phóng 1/2H2 bắt X thì đây 0,5 X. C2H5 OH cộng Na tạo thành C2H5 ONa và 1/2H2 thì đặt là ý món thì bên này 0,5 ý. Vậy chúng ta có hệ phương trình thứ nhất đó là NH2 là 0,5 X cộng 0,5 Y Y bằng 0,05. À, thí nghiệm 2 chỉ có phản ứng C6H5 OH cộng với NaOH tạo thành C6H5 ONa và H2O. Vì vậy đấy ý thì nào hát ý và các em sẽ có ý bằng 0,05 thay vào tin X sẽ bằng 0,05 trừ đi. M sẽ bằng 94 X cộng 16 và 46 ý. Và các em sẽ thấy được kết quả 7. Mình mơ đây bằng 7. Bài toán này chắc em chú ý là phi chỉ tác dụng với não hát chỉ có phi nô phản ứng thôi. Tiếp tục câu 10, 13. Nó cũng hoàn toàn tương tự. Đầu tiên sẽ tính N của H2 bằng 7,437 chia 24,79 sẽ bằng 0,3 mol. Vậy ta viết phương trình C6H5 OH cộng Na tạo thành C6H5 ONa cộng 1/2H2. Vậy đấy X thì đây 0,5 X. C2H5 OH cộng Na tạo thành C2H5 ONa cộng với H2 1/2 thì đặt là Y. Đấy Y 0,5 Y. Vậy ta sẽ có phương trình 0,5 X cộng 0,5 Y sẽ bằng 0,3. Kinh nghiệm thứ hai thì chỉ có phi nô phản ứng. C6H5OH phản ứng với 3BR2 tạo ra sản phẩm C6H2BR3 và OH cộng với 3HBR. Cô viết ở dạng này luôn, đây là kết tủa màu trắng. Vậy phân tử khối, chúng ta lấy số mol mà chia cho phân tử khối ở đây. 16,5 55 chia cho phân tử khối 12 nhân với 6 cộng 2 cộng với 80 nhân 3 cộng 13 bằng 331. Và được 0,05 món. Và đây là ý thì bên này cũng ý. Vậy biết được ý sẽ vào tim X sẽ bằng 0,55. Vậy mơ sẽ bằng 94 X cộng 46 y
Nhưng ở đây lấy sơ nhé các em nhé. Sơ bằng để ý bạn. Để ý bằng. Nhóm số món của phenol C6H5OH sẽ bằng x trên cho x cộng y. Các em bấm máy tính 0,05 chia cho đây lại sơ bằng 5,5. Đây các em sẽ bằng 0,05 chia 0,6 nhân với 100% là bằng 8,3%. 8,3%. 33 Vũ Hán tuần hoàn nhé. Câu 14. Khối lượng Ag thu được khi cho 0,01 mol CH3CHO này tham gia phản ứng thì sẽ tạo ra 2 Ag. Ở đây 0,0, đây 0,1. Ở đây sẽ 0,2 nhân với 1,8 bằng 21,6. Câu 15. Cho 9,5 gram ethyl alcohol. 9,5 tác dụng với Na vừa đủ C2H5OH cộng với Na tạo thành C2H5ONa và giải phóng 1 phần 2 H2. Đấy, 9,2 chia cho 46 bằng 0,2 thì H2 0,1 suy ra V của H2 bằng 24,79 2,479. Câu 17. Từ 1 tấn tinh bột, bố có thể sản xuất được bao nhiêu lít xăng E5 chứa 5% ethanol về thể tích, biệt tinh bột chứa 75%, tinh bột ngô chứa 75% tinh bột, hiệu suất chung của toàn bộ quá trình điều chế ethanol là 70% và khối lượng riêng của ethanol bằng 0,789 gram trên ml. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính như sau. 1 tấn tinh bột thì sẽ tương đương với 10^16 gram. Vậy mơ của tinh bột chứa trong tinh bột ngô ấy thì 6H10 10^5 tất cả nơi lần bằng cái này là sẽ bằng 75% nhân với 10^16 gram. Vậy chúng ta sẽ có phương trình C6H10O5 tất cả nơi lần khi phản ứng với nước và có men tạo thành C6H12O6 N phân tử, và cái này lên men thì được 2N C2H5OH. Các em có thể tính số mol hoặc tính gram cũng được. Vậy nhìn vào phương trình này, C6H10O5 này là 162 N đúng vì là gram, thì bên này sẽ được 2N nhân với 46 đơn vị cũng là gram. Vậy ở đây có 75% nhân với 10^16 thì bên này sẽ được X. Và các em sẽ tìm được X bằng bằng cách nhân chéo chia ngang. Các em lấy 75% nhân với 10^16 bằng được kết quả X bằng.
4, 2, 5, 9, 25,9 gram. Vì vế này chất lỏng, vậy chúng ta sẽ tính được hiệu suất của hạt phân trăm bằng 70%. Đến chấm mơ của C2 hạt 5 OH thực tế thu được sẽ bằng 4259 25,9 này nhân với 70% bằng, tức là nhân với 0,7 29 8148 gram. Và chúng ta sẽ tính V khối lượng riêng, nó bằng 0,789. Vì vậy ta sẽ tính V của C2H5OH. D thì bằng M chia V, V sẽ bằng M chia cho D. Và các em sẽ lấy 281 này mà chia 0,789. Được. 3, 7, 7, 8, 8, 1 ml. Mà cái này sẽ tương ứng với nó là 5% thôi. Vậy thể tích xăng nó sẽ thu được, lấy số đó mà chia cho 0,5, lấy 3,7,7,8,8,1 chia 5%, và các em được 7,5,5,5,5,6,2 ml, và đổi sang lít được 7,55,62, 7,55. Thế có số 7 nhé, 7,62 lít. Là nhiều, cái bài toán thực tế nha, số nó hơi lớn và nó không đẹp, thì nó cần nằm nguyên tắc tính. Ở đây tuy các em có thể tính số món về món cũng được, hoặc món về gán cũng được. Câu 9, aldehyde X nó đơn mạch thở. Phân tử khối của X được xác định thông qua kết quả phổ với pick ion phân tử có giá trị mơ trên xét lớp nhất ở hình này. Vậy ở đây chúng ta mơ ở đây nó số nó hơi nhỏ, mơ lớn của nó mơ phẩy này là bằng 72 nhé. Ừ, 72 rồi. Vậy mơ lớn bằng 72. Nó đơn chức mạch thở là gọi công thức phân tử CnH2NO. Ta sẽ có 12 nhân nơ cộng với 2 nơ cộng 16 bằng 72. Các em bấm máy tính ra nơ bằng 4. Vậy đây là C4H8O. Mà là aldehyde thì phải có nhóm chức CHO. Vậy đồng phân của nó 1, 2, 3, 4. Lấy 1C bỏ vào CHO. Sau đó 3C thì có 1C là CHO để nhận. Nó sẽ có hai đồng phân. Và bây giờ số đồng phân aldehyde là 2. Các em điền H vào. Khi chúng ta giải từ luận thì điền H. Còn nếu như mà chỉ để trắc nghiệm thì các em cũng có thể để khung như này nhé. Và câu cuối cùng, chúng ta sắp về đích rồi. Này, một đen côn thí nghiệm chứa 10 ml côn 90 độ. Tính nhiệt lượng đen côn tỏa ra khi đốt cháy hiện lượng côn trên. Biết khối lượng riêng của ethanol là 0,789 gram trên ml, và nhiệt sinh ra khi đốt cháy một món ethanol là 1,371 kJ trên món. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính V của C2H5OH. Côn 90 độ 100 ml thì nó sẽ bằng 90 ml. Hãy tính M của C2H5OH. M bằng D nhân với V bằng 0,789 nhân với 90 bằng.
71,01. Vậy N của C, vậy ta có C2H5OH cộng với oxy tạo thành 2CO2 và 3 nước đốt cháy một món này. Ở đây là 3,553 delta RH bằng tọa 1371 kilojoule. Đây là xét trên một món. Vậy số món của nó là 71,01 trên cho 46. Thì bên này nhiệt tỏa ra sẽ là lấy 70,01 trên 46. 71,01. Nhân với 1371 và các em bấm kết quả bằng 71,01 chia 46. 2116,4 đơn vị là kilojoule. Thì đáp án ở câu này là 2116,4. Vậy cô đã hướng dẫn các em ôn tập đề cương theo cấu trúc của 2025 nhé. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong các video chia đề tiếp theo.